Chủ tịch Perez mới xác nhận đã đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Luka Modric, tiền vệ năm nay 35 tuổi. Tuy nhiên, ông không xác định điều tương tự khi được hỏi về Sergio Ramos và Rafael Varane. Perez chỉ nói rằng hãy chờ mùa giải khép lại và cùng theo dõi chuyện gì sẽ xảy ra. Ghi bàn giúp Tottenham đánh bại Southampton trong trận đầu tiên dưới triều đại mới, Gareth Bale bày tỏ sự hài lòng với chiến thuật mà huấn luyện viên Mason áp dụng, qua đó ngầm ám chỉ sự không thoải mái dưới thời Mourinho, người mới nhận trách sa thải. Đáo hạn hợp đồng vào tháng 6 này, Ibrahimovic đã quyết định gia hạn hợp đồng với Rossoneri thêm một mùa giải nữa. Nguồn tin uy tín The Athletic đã chính thức xác nhận điều này. Vào tháng 10 tới, Zlatan sẽ bước sang tuổi 40, vì vậy đây là một nỗ lực rất đáng trân trọng của cầu thủ này. Mùa giải năm nay, chân sút người Thụy Điển đã ghi được 15 bàn sau 16 trận tại Serie A, góp công lớn giúp đội chủ sân San Siro xếp thứ hai đến thời điểm này. Anh cũng mới trở lại đội tuyển quốc gia trong sự hào hứng của fan hâm mộ. Không chỉ là một tiền đạo lợi hại, sự có mặt của Zlatan Ibrahimovic trong vai trò thủ lĩnh phòng thay đồ còn giúp các cầu thủ trẻ của AC Milan được học hỏi. Chính vì vậy, Rossoneri rất vui mừng khi tiếp tục có sự phục vụ của Ibra thêm một mùa giải nữa. Chó chân thành công Ibra, giờ nhiệm vụ chính của AC Milan là thuyết phục thêm một thân chủ của Mino Raiola ở lại, đó chính là thủ thành Gianluigi Donnarumma, người cũng sẽ đáo hạn hợp đồng vào tháng 6 này và chưa có kế hoạch gia hạn. Dưới sự dẫn dắt của Ole Gunnar Solskjaer, Man United tiến bộ rõ rệt qua từng mùa giải. Tuy nhiên, để có thể cạnh tranh chức vô địch Premier League và cao hơn là Champions League, lực lượng hiện tại không đủ để giúp Quỷ Đỏ đạt được những tham vọng lớn lao đó. Bên cạnh kế hoạch tăng cường sức mạnh cho hàng công, đội chủ sân Old Trafford cũng cần nâng cấp hàng phòng ngự. Eric Bailly hay Victor Lindelof chưa bao giờ mang tới sự yên tâm bên cạnh Harry Maguire. Chính vì vậy, Man United được cho là sẽ đưa về một trung vệ đẳng cấp ở kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. Cụ thể, mục tiêu của Quỷ Đỏ chính là Rafael Varane. Trung vệ người Pháp sẽ hết hợp đồng vào tháng 6 năm 2022. Anh được cho là từ chối cam kết tương lai với Los Blancos. Mới đây, Marca tiết lộ Man United đã gửi lời đề nghị giá 43 triệu bảng để thuyết phục Real Madrid nhượng lại Varane. Florentino Perez sẵn sàng để ngôi sao 27 tuổi ra đi. Tuy nhiên, ông muốn nhận về ít nhất là 60 triệu bảng trong thương vụ này. Varane đang ở đỉnh cao sự nghiệp, hơn nữa anh được xem là một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Cầu thủ người Pháp đã giành tổng cộng 4 chức vô địch Champions League, 3 La Liga, 1 Copa del Rey cùng hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ khác cùng Los Blancos. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, trung vệ sinh năm 93 cũng đã cùng đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018. Thực tế, từ lâu Pirlo đã quan tâm đến Giroud và ông còn công khai khen ngợi chân sút này trước giới truyền thông. Dưới thời huấn luyện viên Thomas Tuchel, tuy gây ấn tượng mạnh trong giai đoạn đầu chiến lược gia người Đức dẫn dắt Chelsea, nhưng ở thời điểm hiện tại thì Giroud đã không còn được trọng dụng. Với việc hợp đồng giữa Giroud và The Blue sẽ hết hạn vào mùa hè tới theo Transfermarkt, Juventus đang đứng trước cơ hội có được sự phục vụ của ngôi sao này mà không cần bỏ ra một đồng nào. Song không giống với Pirlo, ba lãnh đạo lão bà đang có một kế hoạch khác. Treble Football dẫn nguồn từ Calcio Mercato cho biết, vì đã trải qua một mùa giải quá bết bát, thượng tầng Juventus sẽ ưu tiên những mục tiêu chuyển nhượng quan trọng khác thay vì Giroud. Thời gian qua, lão bà được cho là đang tìm đường mang Paul Pogba trở lại Turin. Ngay sau khi European Super League thông báo được khai sinh, người hâm mộ đã rất tức giận khi Big Six của Anh gồm Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Man United và Tottenham là 6 trong số 12 câu lạc bộ đã đồng ý tham gia dự án này. Nhưng thực tế, quyết định này chủ yếu đến từ nhóm người giàu sở hữu câu lạc bộ, không có góp ý từ những người làm chuyên môn. Cổ động viên của Liverpool là những người phản ứng mạnh mẽ nhất. Bên ngoài sân vận động, nhiều tấm banner được giơ cao thể hiện sự phản đối. Thậm chí họ còn đốt áo câu lạc bộ, tuyên bố sẵn sàng từ bỏ đội bóng. Trước sự tức giận của người hâm mộ, The Kop đã tuyên bố rút khỏi dự án ESL. Ông chủ của họ, John W. Henry, đã nhận toàn bộ trách nhiệm và gửi lời xin lỗi đến các cổ động viên, mong nhận được sự tha thứ. Theo Mirror, để xoa dịu người hâm mộ Liverpool và thiết lập lại mối quan hệ tốt đẹp, Henry đã lên kế hoạch chiêu mộ một bản hợp đồng bom tấn, xem như bù đắp cho những lỗi lầm mình đã gây ra. Theo đó, ông chủ The Kop muốn đưa Kylian Mbappe cập bến Anfield vào mùa hè tới. Kepa từng gây rắc rối khi chống lại lệnh thay người của cựu huấn luyện viên Maurizio Sarri ở trận chung kết Cúp Liên đoàn năm 2019. Chung cuộc, Chelsea đã thua Man City 3-4 trong loạt sút luân lưu. Cách đây chưa lâu, thủ thành 26 tuổi còn gây rắc rối khi tẩn nhau với Antonio Rudiger trên sân tập. Quá ngán ngẩm, ba lãnh đạo Chelsea đã lên kế hoạch tống tiễn Kepa khỏi Stamford Bridge, đồng thời đưa thủ thành đẳng cấp khác về thay thế. Theo Fichajes, The Blues đã đưa Jan Oblak vào tầm ngắm. Ngôi sao của Atletico Madrid được xem là người gác đền xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Oblak đã giữ sạch lưới 16 trận sau 32 lần ra sân tại La Liga mùa này. Thủ thành người Slovenia được định giá 100 triệu bảng. Nếu kích hoạt thương vụ này, kỷ lục của Kepa sẽ bị đưa vào dĩ vãng.